Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Tổng thống Mỹ Joe Biden chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử và đề cập đến thương vụ chuyển giao F-16 cho Ankara, đồng thời thảo luận việc Thụy Điển gia nhập NATO với ông Erdogan. Theo giới chức hàng hải Malaysia, đạn Đài Bác được cho là từ Thế chiến 2 đã được tìm thấy trên một tàu chở hàng Trung Quốc. Đan Mạch thông báo nước này sẽ tăng gấp 3 chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới nhằm đạt mục tiêu tương đương 2% GDP mà NATO đặt ra. Một cuộc tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của nhiều quốc gia đã được Phần Lan tổ chức. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu trước báo giới hôm 29 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, mặc dù là cuộc điện đàm chúc mừng, tuy nhiên hai bên đã trao đổi về hàng loạt các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là việc Thụy Điển gia nhập NATO. Tôi đã nói chuyện với ông Erdogan, tôi chúc mừng ông ấy và ông ấy vẫn muốn tiếp tục thương vụ tiêm kích F-16. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi muốn có một thỏa thuận với Thụy Điển, vì vậy hãy hoàn thành điều đó và chúng tôi sẽ liên lạc lại với nhau. Nhưng về cơ bản đó là một cuộc gọi chúc mừng, Tổng thống Biden nhấn mạnh. Mỹ trước đó nhiều lần nêu điều kiện, sẽ chỉ duyệt bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này chấp thuận cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Đến thời điểm hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ thông qua đơn gia nhập của Phần Lan, trong khi đó vẫn bỏ ngỏ khả năng của Thụy Điển. Về thương vụ tiêm kích F-16, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng hơn 100 tiêm kích F-35A do Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, nhưng bị loại khỏi chương trình năm 2019 sau khi mua tổ hợp phòng không S-400 do Nga sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10 năm 2021 cho biết Mỹ đề xuất bán F-16 để bù khoản tiền 1,4 tỷ đô la Mỹ mà nước này đầu tư vào dự án F-35. Ankara sau đó đề nghị mua 40 tiêm kích F-16 và gần 80 bộ phụ tùng để hiện đại hóa tiêm kích hiện có, trị giá thương vụ 20 tỷ đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 5, giới chức hàng hải Malaysia cho biết đạn Đại Bác được cho là từ Thế chiến 2 đã được tìm thấy trên một tàu chở hàng Trung Quốc bị bắt giữ vào cuối tuần qua vì thả neo trái phép trong vùng biển Malaysia, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, cơ quan thực thi hàng hải Malaysia, MMEA, cho biết một con tàu được đăng ký ở tỉnh Phúc Châu, Trung Quốc, chở theo 32 thủy thủ đoàn đã không xuất trình được giấy phép neo đậu khi bị kiểm tra vùng biển ngoài khơi bang Johor phía nam Malaysia. Sau quá trình kiểm tra, các nhà chức trách Malaysia đã tìm thấy kim loại phế liệu và đạn pháo trên tàu Trung Quốc. Theo MMEA, các nhà chức trách tin rằng những thứ đó có thể đã được lấy từ tàu HMS Prince of Wales của Hải quân Anh chìm ở ngoài khơi Malaysia trong Thế chiến 2. Cơ quan này cũng thông tin thêm rằng họ đang làm việc với Cục Di sản Quốc gia Malaysia và các cơ quan khác để xác định loại đạn được tìm thấy. Vụ điều tra được tiến hành sau khi có thông tin trình báo rằng một số người đang trục vớt trái phép hai xác tàu đắm của Anh trong Thế chiến 2 ngoài khơi Malaysia là HMS Prince of Wales và HMS Vipaw. Cả hai chiếc này bị ngư lôi Nhật Bản đánh chìm vào năm 1941. Sau các báo cáo về hoạt động trục vớt bất hợp pháp, Bảo tàng Quốc gia của Hải quân Hoàng gia Anh tuần trước cho biết họ lo ngại trước hành vi phá hoại để tư lợi đối với hai xác tàu. Bộ Quốc phòng Anh lên án hành động xúc phạm các ngôi mộ quân nhân trên biển, theo đài BBC. Hiện phía Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên. Đan Mạch thông báo nước này sẽ tăng gấp 3 chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới nhằm đạt mục tiêu tương đương 2% GDP mà NATO đặt ra. Chính phủ muốn tăng cường đáng kể an ninh và quốc phòng Đan Mạch với ngân sách khoảng 143 tỷ kroner, 20,5 tỷ đô la Mỹ, trong 10 năm tới, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Joe Olan Poulsen nói hôm nay. Theo kế hoạch, chi tiêu cho thiết bị, quân nhân và hạ tầng quốc phòng năm 2024 là khoảng 6,9 tỷ kroner và cần đạt 19,2 tỷ kroner vào năm 2033. Phần ngân sách tăng thêm sẽ được tài trợ một phần từ việc xóa bỏ ngày nghỉ Storbededag, bắt đầu áp dụng từ năm 2024, bất chấp sự phản đối từ nhiều người dân Đan Mạch. Storbededag là ngày nghỉ lễ tôn giáo rơi vào thứ sáu thứ tư sau lễ phục sinh. Storbededag năm nay là ngày 5 tháng 5. Kế hoạch trên sẽ giúp Đan Mạch đạt tỷ lệ chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP mà NATO đề ra. Chi tiêu quốc phòng của Copenhagen hiện là 1,38% GDP. Mục tiêu là đảm bảo Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương là khu vực ít căng thẳng. Chúng tôi sẽ bảo vệ Đan Mạch và thực hiện nghĩa vụ, chịu trách nhiệm chung về an ninh ở vùng Baltic và biển Baltic, ông Lan Poulsen cho biết thêm. Kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nổi lên là ứng viên phù hợp cho vị trí Tổng thư ký NATO, kế nhiệm ông Jens Stoltenberg, người dự kiến rời vị trí này vào tháng 9. Truyền thông càng chú ý tới Thủ tướng Frederiksen khi Nhà Trắng thông báo bà sẽ đến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu tháng 6. Bà Frederiksen trở thành Thủ tướng Đan Mạch trẻ nhất trong lịch sử năm 2019 khi nhậm chức ở tuổi 41. Bà sẽ phải từ bỏ vai trò Thủ tướng nếu trở thành lãnh đạo NATO. Điều mà các nhà bình luận chính trị cho rằng sẽ khiến chính phủ Đan Mạch gặp rủi ro. Một cuộc tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của nhiều quốc gia đã được Phần Lan tổ chức. Trang Aviapro hôm 30 tháng 5 đưa tin, một cuộc tập trận không quân quy mô lớn đã được Phần Lan tổ chức tại khu vực gần biên giới với Nga. 150 máy bay chiến đấu của không quân Phần Lan cùng 14 quốc gia khác,
trong đó có 12 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Trong cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, lực lượng không quân của các quốc gia này sẽ tiến hành các bài tập tuần tra và phối hợp tác chiến. Theo Defense Post, mục đích của cuộc tập trận trên là tăng cường khả năng phối hợp bảo vệ không phận của các quốc gia đồng minh, cũng như nâng cao năng lực tấn công mục tiêu mặt đất. Trước đó, vào đầu tháng 4, trong một động thái đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của nhiều vũ khí hạng nặng tại khu vực Kaliningrad gần biên giới với Phần Lan. Hơn 15 máy bay chiến đấu từ các đơn vị không quân hải quân của hạm đội Baltic đã tham gia vào cuộc tập trận trên với các bài diễn tập, phóng tên lửa, bắn pháo và ném bom. Trong quá trình bay huấn luyện, các biên đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM và Su-30SM-2, máy bay cường kích Su-24 và máy bay vận tải quân sự An-26 đã thực hiện các bài tập khai hỏa chiến thuật nhằm vào mục tiêu đã định, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất, phá hủy các sở chỉ huy, xe bọc thép và nhân lực của đối phương, cũng như tiến hành trinh sát trên không, văn phòng báo chí của hạm đội Baltic cho biết. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.